Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi sáng ngày thứ ba, ngày 11 tháng 6 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, Hiện nay giá heo hơi ở thị trường tự do phụ thuộc khá nhiều vào giá của các doanh nghiệp chăn nuôi lớn. Trong ngày hôm nay, công ty cổ phần chăn nuôi CP ở thị trường miền Bắc thông báo đến khách hàng giảm 1.000 đồng trên 1 kg đối với heo hai máu đực tất cả các biểu cân. Và điều này ít nhiều sẽ tác động đến giá heo hơi ở thị trường tự do trong những ngày tới. Bởi theo số liệu thống kê trong hai ngày qua, lượng heo ra thị trường rất nhiều, đặc biệt là heo của các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, đã đến kỳ xuất bán. Trong ngày hôm qua, tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam đã xảy ra tình trạng hàng tồn hàng ế bởi lượng heo ra chợ quá nhiều. Theo đó, giá heo hơi ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay phổ biến giao quanh từ 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt, đối với những đàn heo đẹp ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, rất hiếm địa phương bán được mức giá 70.000 đồng trên 1kg trong ngày hôm nay. Thay vào đó là mức giá 68.000 đồng phổ biến nhiều hơn. Các địa phương như Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương trước kia có mức giá cao ngất ngưỡng trong ngày hôm nay cũng tiệm cận mức giá này. Hay một số địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi như khu vực Phú Thọ, Thái Nguyên trong ngày hôm nay phổ biến giao quanh mức giá 68.000 đồng trên 1kg. Bán nhỏ lẻ cho lái mù địa phương, những đàn heo đẹp thì mới được mức giá 69.000 đồng. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi báo giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, heo đẹp vẫn có mức giá 70.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, những đàn heo xấu mã hơn chỉ được mức giá 67 cho đến 68.000 đồng. Các địa phương ở khu vực vùng cao chịu ảnh hưởng của mưa lũ, đặc biệt khu vực Hà Giang, Cao Bằng. Hầu như giá heo hơi không có sự thay đổi. Thiên tài mưa, lũ đang làm cho sức tiêu thụ ở các tỉnh này bị đình trệ. Nhiều người nhận định rằng qua đợt mưa lũ này, các tỉnh ở khu biên giới phía Bắc sẽ có xu hướng tăng trở lại. Trong khi đó, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ổn định trong ngày hôm nay. Thị trường Nam Trung Bộ như Bình Định, Phú Yên có mức giá giao động 67.000 đồng trên 1 kg. Thuộc Đình Thuận và Bình Thuận không có sự thay đổi. Trong khi đó, Quảng Nam, Quảng Ngãi ở mức từ 65 cho đến 67.000 đồng. Tây Nguyên đi ngang trong ngày hôm nay, và hầu như mức giá từ 65 cho đến 68.000 đồng vẫn phổ biến ở các tỉnh thuộc khu vực này như Đắk Lắk 66 cho đến 67.000 đồng, khu vực Sa Lai, Con Tum từ 65 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Lâm Đồng có mức giá nhỉnh hơn so với các địa phương khác. Thị trường miền Nam vẫn giữ mức giá ổn định, một số địa phương trong ngày hôm nay vẫn có mức giá 70.000 đồng trên 1 kg. Khi nhận cuộc đồng nai, Bà Đề Vũng Tàu hay cuộc Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh ở khu vực Đông Nam Bộ có mức giá giao động từ 67 cho đến 69.000 đồng. Tây Ninh cũng như vậy. Trong khi đó, các địa phương ở thị trường miền Tây như Bến Tre 68.000 đồng, vực Sóc Trăng 69.000 đồng trên 1kg, Hậu Giang 68.000 đồng, Cần Thơ, Cà Mau hay vực Bạc Liêu không có sự thay đổi trong ngày hôm nay riêng Long An vẫn duy trì mức giá cao từ 68 cho đến 70.000 đồng. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo trong ngày hôm nay ở các địa phương được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội có mức giá dao động từ 67 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Các huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố Hà Nội như Ba Vì báo giá 68.000 đồng, Cục Đan Phượng trong ngày hôm nay báo giá 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, Phúc Thọ trong ngày hôm nay các hộ chăn nuôi báo giá heo đẹp lên đến 69.000 đồng. Hải Dương trong ngày hôm nay có mức giá bình quân từ 67 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Thanh Miện 68.000 đồng trong ngày hôm nay, Cục Ninh Giang từ 68 cho đến 69.000 đồng. Hải Phòng phối mức giá 68 cho đến 69.000 đồng. Hưng Yên trong ngày hôm nay giao động 68 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc 68 cho đến 70.000 đồng. Đây là một trong những địa phương có mức giá cao ở khu vực miền Bắc hiện nay. Khi nhận ở một số huyện như Sông Lô, Lập Thạch hay khu vực Tam Dương có mức giá 68 cho đến 69.000 đồng. Bắc Ninh trong ngày hôm nay, hầu hết các huyện như Lương Tài, Yên Phong có mức giá giao động bình quân là 68 cho đến 69.000 đồng, Nam Định 68.000 đồng trên 1 kg. Heo đẹp ở khu Hải Hậu của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay báo giá 68. Ninh Bình 67 cho đến 69.000 đồng. Trên địa bàn Hà Nam trong ngày hôm nay phổ mức giá từ 66 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Ở khu Thanh Liêm hay Duy Tiên báo giá 67.000 đồng. Trong khi đó Thái Bình từ 67 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận khu vực Hưng Hà có mức giá 68 cho so đến 69.000 đồng. Tuy nhiên Thái Thụy heo đẹp nhiều nơi báo giá lên đến 70.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương ở cuộc Tây Bắc như Sơn La bình quân từ 65 cho đến 68.000 đồng, Điện Biên 64 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg tùy thuộc vào chất lượng của heo, trong khi đó Hòa Bình có mức giá từ 65 cho đến 67.000 đồng. Dòng heo siêu ở một số huyện như Tân Lạc hay Lạc Thủy của Hòa Bình trong ngày hôm nay báo giá 67.000 đồng. Trong khi đó, các địa phương ở khu vực Trung Du như khu vực Thái Nguyên có mức giá 68 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Quanh khu vực Đại Từ và Phổ Yên đang dao động khung giá này. Phú Thọ từ 67 cho đến 69.000 đồng và địa phương này không có sự thay đổi về giá so với ngày hôm qua. Ghi nhận khu vực Đoan Hùng hay khu vực Thanh Sơn, Thanh Thủy đang có mức giá bình quân từ 67 cho đến 68.000 đồng. Phú Ninh có mức giá lên đến 69.000 đồng trên 1 kg thao lẹp bán nhỏ lẻ cho lái mổ địa phương đang có mức giá cao này. Tuyên quang 67 cho đến 68.000 đồng, trên địa bàn Bắc Cạn trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 68.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh có mức giá từ 67 cho đến 70.000 đồng, khuộc Lạng Sơn trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 68.000 đồng. Văn Quan đang dao động trong khung giá này, Lào Cai 67 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg, Yên Bái trong ngày hôm nay ở khuộc Lục Yên, báo giá từ 67 cho đến 68.000 đồng. quanh khuộc Nghĩa Lộ có mức giá 66 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Hà Giang, một số hộ chăn nuôi báo giá khuộc Vị Xuyên có mức giá 68 cho đến 69.000 đồng. Cao Bằng 68 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang trong ngày hôm nay cũng duy trì mức giá cao từ 67 cho đến 70.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở khuộc miền Trung như Thanh Hóa, có mức giá giao động từ 65 cho đến 68.000 đồng. Nghệ An phối mức giá 66 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Nghĩa đàn tân kỳ của Nghệ An trong ngày hôm nay bán với mức giá bình quân 66.000 đồng. Hà Tĩnh giao động mức giá 65 cho đến 67.000 đồng. Quảng Bình, Quảng Trị 65 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Quanh vực Đông Hà của Quảng Trị trong ngày hôm nay chỉ báo giá 65.000 đồng. Huế phổ biến mức giá từ 65 cho đến 68.000 đồng. Trong khi đó, các địa phương ở khu vực miền Nam Trung Bộ như Quảng Nam 67.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ngãi trong ngày hôm nay có mức giá bình quân từ 66 cho đến 68.000 đồng. Bình Định 65 cho đến 67.000 đồng. Trong khi đó, Phú Yên có mức giá 66 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa báo giá từ 65 cho đến 67.000 đồng. Ninh Thuận 66 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có mức bình quân từ 65 cho đến 68.000 đồng. Ở khu vực linh của Bình Thuận trong ngày hôm nay, theo đẹp nhiều nơi báo giá 67 cho đến 68.000 đồng. Các địa phương ở khu Tây Nguyên không có sự thay đổi, Lâm Đồng vẫn ở mức 66 cho đến 69.000 đồng, trong khi đó Lắc Lắc đạt bình quân 67.000 đồng. Gia Lai 66 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Con Tum 65 cho đến 66.000 đồng. Trong khi đó, Đắk nồng trong ngày hôm nay bình quân đạt từ 65 cho đến 67.000 đồng. Các địa phương ở thị trường miền Nam như Đồng Nai, một số hộ chăn nuôi báo giá khục xuân lộc định quán của tỉnh Đồng Nai có mức giá 68.000 đồng trên 1 kg. Ở huyện Tân Phú của địa phương này có mức giá 67 cho đến 68.000 đồng. Quanh các huyện ngoại thành ở thành phố Hồ Chí Minh đạt bình quân 67 cho đến 68.000 đồng. Bình Phước 68.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Bình Long đang giao động khung giá này. Bà địa Vũng Tàu có mức giá giao động từ 67 cho đến 69.000 đồng. Bình Dương hay khu vực Tây Ninh có mức giá giao động 67 cho đến 68.000 đồng như khu vực Phú Giáo của Bình Dương hay Bến Cầu của khu vực Tây Ninh đang có mức giá này. Thị trường Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay cao nhất phải kể đến Long An từ 69 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp giao động mức giá 68 cho đến 69.000 đồng. An Giang trong ngày hôm nay cũng giữ giá 69.000 đồng trên 1 kg. Quanh khu An Phú, heo đẹp đang có mức giá này. Vĩnh Long 69.000 đồng. Thành phố Cần Thơ trong ngày hôm nay có mức giá từ 67 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Hậu Giang 68.000 đồng. Kiên Giang phối mức giá 67.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau từ 68 cho đến 69.000 đồng trong khi đó Bến Tre 68.000 đồng trên 1 kg. Tiền Giang trong ngày hôm nay cũng có mức giá 68.000 đồng. Trà Vinh, Sóc Trăng phổ biến mức giá 68 cho đến 69.000 đồng và Bạc Liêu trong ngày hôm nay cũng dao động trong khung giá này. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để cập nhật giá heo hơi hàng ngày của chúng tôi.